giới thiệu với các quý đại biểu, quý khán giả. Hiếu khổng lồ, đầu tranh giải nhất. Giải vật của chúng ta năm nay có đô Hà Văn Hiếu, quê gốc ở Lạng Sơn, và hiện nay là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, trọng tài quốc gia, và đang đầu quân của tỉnh Ninh Bình, và đã từng giành nhiều huy chương vàng, bạc, đồng trong nước và quốc tế, 3 lần vô địch SEA Games, và lần đầu tiên đi tham gia SEA Games 2005 ở Philippines là huy chương 3. Nhưng mà cứ liên tục các kỳ SEA Games là và Đông Nam Á là không có đối thủ. Và đây ở trên TV thì gọi là gã khổng lồ đấy, Hà Văn Hiếu, 120 cân. Vâng, thi đấu ở cổ điển cũng được, tự do cũng được, dân tộc cũng được. Vâng, thế đô Vũ Văn Trưởng của nhà ta là quê ở Chi Lăng, Quế Võ, cũng đã hơn 20 huy chương vàng, bạc, đồng trong nước và quốc tế, kiện tướng vật dân tộc, kiện tướng vật tự do, và lại thêm một kiện tướng là võ Du Xích Chu. Đấy, xin ông hội và chào các anh. Và riêng cho vật này thì ban tổ chức là đặc cách đô Hà Văn Hiếu không phải đánh qua vòng loại nữa, đánh đẳng keo thứ nhất của giải nhất nâng cao mà hai đô vào. Đâu keo này giải nhất đấy, tranh giải keo thứ nhất của giải nhất nâng cao hạng 80 kg trở lên. Vâng, hai đô xem nào. Bước về bước nào thì sao bước đấy thì thế đấy. Nào, cũng có đô là che đài xong cái đô kia mà thôi cháu chín chua đấy. Vậy nhưng mà vật dân tộc thì cũng chưa nói ngay được điều gì đâu. Hai đô chuẩn bị hiệp một bắt đầu. Vâng, đội trưởng thì có biệt danh là trưởng cấu. À, hôm nay là đá khổng lồ với đội trưởng trưởng cấu đây. Đội trưởng đứng một mình thì đá to đấy, nhưng mà vào gặp đội hiếu. Trưởng là cũng trên một tạ đấy, chứ tôi không ngồi đấy. Tôi yếu thì thường thường là tạ hai, nhưng mà ăn Tết xong thì chắc đợt này phải hơn. Ngoài rồi. Dân tộc ấy thì hai hiệp chính mỗi hiệp là 5 phút, chỉ 1 phút, và nếu không có thắng thua thì đánh hiệp phụ 4 phút. Hiệp phụ mà không có đâu nào thắng thua thì cân, đâu nào nhẹ hơn thì thắng, cân mà bằng nhau thì không thắng. Đấy, đây là luật dân tộc như thế đấy. Chưa nói trước được điều gì đâu. Rồi,
không? Vâng. Hai môn này có vật 4 điểm liền thì không gì cả. Rồi, mời hai đứa tạm nghỉ đi. Nói thế thôi, chơi cũng luôn. Ôm mà không hết vòng tay. Hôm nay là đôi trưởng nha. Là cặp đối thủ gắn đấy. Nhưng mà có một dịp dừng và cả hai thống nhất là trọng tài đã thống nhất là đoàn hãy ra ngoài rồi. Mời anh luôn tiếp tục. Trận đấu tiếp tục. Đoàn đánh và phát triển liên tục ở trong đánh ra. Có một dịp dừng. Các cô Văn Ninh đã chuẩn bị tinh thần. Mời hai đôi tay làm nào.